cái gì neo trong nhà rồi? Cái nữa chanh léo với là bâu. Ô, chanh leo có quả chứ? Chanh leo có quả đây thôi. Chứ bị đâu, chứ bị đâu. Ui, gạt này. Có nghe cho vị. Ui, ui, có bầu to thế à? Có bầu đố này. Bố ăn đi à. Sạch bóng này. Mấy ôi giời, bạn này ốm sao đi mẹ. Đóng số, đóng số. Ấy, mất số, số số. Tôi đâu đi. Bạn này ốm chưa chịu ăn không gì đâu. Ui à. Ôi bạn đi ăn. Ui, bắt dạy ra. Ui trời. Đi đây. Obrigado, chef. Obrigado, chef. Obrigado. Ok, obrigado. Ok. Bạn đi. Tôi được không? Obrigado. Avô ăn. Avô. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bao Nụ Vlog của Cuộc Sống Tại Châu Phi. Sau thời gian vừa qua, bạn đi ăn. Mình ạ. Ui, ra ngoài. Rồi, chưa được rồi. Sau thời gian vừa qua mình về Tết, về thăm gia đình các bạn, cũng như thăm quê hương đấy, thì hôm qua anh em mình mới quay trở lại hôm qua anh em mình mới quay trở lại các bạn, thì hôm nay là vào thăm ở trong bản thăm tất cả mọi người ở trong lông trại. Bác Diên à, bên buôn đi tù á, xây ừ để đi thăm tí đó. Ơ ok, đủ về xây. Ui giời, đẹp ê. Sau hơn 2 tháng các bạn, sau hơn 2 tháng về ui giời, ra ngoài bạn đen rồi. Mấy bạn chó vẫn nhớ chành nèo thứ nhiều không nhiều ơi. Ồ, quả đây luôn. Mình về thì qua em bảo ở đây cùng như tất cả các bác tổ trưởng tổ nhóm cùng như mọi người, nói chung là mình vẫn xem video suốt, làm cũng rất là nhiệt tình cũng như chăm sóc này, đẹp này. Ê, bầu này bầu hồ nó mà sao lại bầu tròn này. Hồ lỗ đấy. trong bầu hồ lỗ mà ra nó ra thành bầu tròn này các bạn đấy. Quả nó đang dường đông được. Này quả này to không? Thôi được rồi, mấy bạn chó này vẫn nhớ. Ui quả bầu này đây. Ui, quả không này. Đi sáu để làm đừng nước nha. Quả này chắc là quả cái. Quả này nhốt ngộ không. Ai xịp men thì vui á. Quả này to lắm. Đây, quả này cắt này ra làm giống bầu. Bánh bún nhìn tủ. Ê, thu hoạch hết rồi đi. Thu hoạch hết rồi. Vào đi thăm thì các bạn cũng qua quà đưa vào cho mọi người. Như để chờ tí đã. Đi thăm tí đã. Anh ra đeo không? Anh ra đeo mình đi nhiều. Bát tù. Ôi, ngan vịt này. Ôi, gà này. Gà vào trong nhà ăn này. Bi đao nhiều hết này. Cái chuyến dương à. Bi vào nậu, đem nó vào hết. Ừ, bi đao nhiều rồi. Chắc giọt rồi, chắc cái này rồi. Cổ quá trong mưa bị giọt. Quẹt giọt đấy. À, quẹt dọn. Chuyển dương này, quẹt giọt đấy. À, chuyến dương quẹt dọn à. Đây, mọi người đang chuyến dương để quẹt dọn. Bênh bún đi tù á. Vịt gà ngan ngỗng đây. Ba tuổi gà đàn rất là ô vũ. Ai là nó? Vịt gà. Gà nhiều. Gà là mới sùng chết thế như. À nào. Gà nhìn thưa rồi. Gà chết như. Mới sùng chết. Gà bị chết mất một ít các bạn ạ. Con mấy con? Còn mấy con này? Mấy gà nó dịch nhiều lắm. Ai? Gà này. Nó đắp trong. Thăm tí vịt gà ngan ngỗng. Ngan lắm ở dưới luôn à? Đây bữa nó đẻ trong áp trong đó đây. Ấy con gà anh đẻ đấy. Nó áp trong. Ngan áp ở bên trong. Ngan áp ở trong. Gà đây, gà ấp ở trên. Ui. Để cho nó ấp thăm tí mà. Hôm trước thấy bảo quay video thế ít gà. Thế hỏi bảo là bảo cũng bảo bị mưa. Bị mưa bị dịch nhiều ấy. Bị chết mất một ít. Ui nó ngại ơi. Cấu mà tráng trứng ăn. Hả? Đang để cho nó nón. Ui ngại này. Ngại. Ngon không? Đấy, hôm nay trước mình trồng nó ngại các bạn. Cái này mà phấn không bao giờ lên. Phấn dễ đấy. Ô na nốt cũng nên ôm tùm đi. À để tí đưa mấy cây lá mong mật xuống trồng mới nó nhót. Thôi mày.
Giác con mẹ. I don't know. I don't know. Con có được đáng trai thì những ngay chứa rồi. Vẫn thế. Vẫn thế. Khác quá trường gà. Có cái resort với tắm bơi vậy thôi. Ngóng chưa đi ai? Ngóng chưa. Đi xe xe mà vẫn chưa đi ai? Con này nghĩ là con xe nữa. Gà gà phải chết mất từng từng nỗi nhiều. Vậy. Đấy đấy đấy. À đám gà trắng kia là đợt rồi. Đợt trước. Đợt trước bảo đưa gà trắng kia vào có quay video không? Mình mua mấy chục con gà trắng kia như mình nuôi ở ngoài à. Ngoài nhà các bạn đợt mình về thì bảo đưa vào. Bạn ấy không quay video gà gà siêu đẻ, đúng gà siêu đẻ, gà trắng. Đấy. Quay quay quay. Nhà ăn vịt thì đẹp. Vịt ăn tốn này. Nhà ăn vịt đẹp. Vịt tốn. Cái cây này hai tháng là to trông thấy bơ bơ đeo mình quay cái này đẹp ấy. Tẩm mạt thế này ăn nó tẩm mạt nó đẻ trứng ở dưới không nó đẻ trứng đấy vâng nhà nó đẻ đây bình ăn gì đây ăn à to thấy luôn ăn à bình ăn nở rồi đây năm loại nhìn bình cái bình ăn cái bình năm quan thì to rồi. Đẹp không đây bây bốn con thì đang gắn đây này. Gà đấy đấy. Gà mà nó nhiều mà. Để con nó đi ăn. Chết một ít thôi. Ừ. Con một quá ít. Quá cái. Ngan đấy. Ngan to thấy đúng mà. Ừ. Thật như đà thật. Quá quá. Mấy ngan thấy đà luôn. Có bầy nhỏ đấy đâu rồi. Bầy nhỏ đấy. Nên mây bốn. Ê ngan nở đây. Được có 5 con các bạn. Con này khả năng con vịt này. Bầy cái 4 con. Ông nghĩ là con trắng này đang nghĩ con vịt này. Trắng là vịt. Khoan ngan. Ngan nuôi vịt. Cốc mặn đi bơi đi. Biết tí đi bơi quay chết đuối. Bốn con. Mấy gọi đi. Tùm mình. Đẹp này. Mọi người đang nấu ăn đi. Ngô sắn này. Sắn nên tùm hết này. Chuỗi đẹp à. Đi dọc chuỗi dừng còn đi dọc chuỗi mới xem. Sắn nên tùm hết mà mình cũng à. Mình cũng đưa một ít trứng tằm các bạn tằm ăn lá sắn để sang đây để nuôi thí điểm như, cũng như trong quá trình di chuyển này, từ ở Việt Nam sang này. Hiện tại ở đây nó nhiệt thời tiết hiện tại như hôm nay nắng lắm nóng mình chưa đưa vào được mình đang để ở nhà cho nó giữ độ ẩm ấy, sợ nó hỏng trứng ấy. Nên hôm sau mình sẽ đưa vào bao nụ rắc com ra tiếp bùa bi su ấy để com folia để Majorca okay. Bố ấy bí số ấy phải là cơm là bầu okay. Bà nụ rất đa nên vào ô vù đây nè okay. Vài kì để bố bà nụ ta ra okay. Nói mọi người đưa trứng của cái con sâu con tằm đấy ui bụng chuối này sang chuỗi đà lắm tới đâu cuội nó buông nào người cái nào buông à tới đâu cuội luôn đẹp không dường đi tới đâu cuội là cái nào có buông người nhờ không nhăm nó vậy đây này ôi, một buông này ui ướt rồi hai buông bên kia cọ này bên lôi vừa người đây cây đâu cũng đâu rồi. Đâu kế gọi này đâu tiến gọi này ơi cái hoa chuối này cây nào cũng có buông ừ. Có ong này khả năng để mấy thùng ong kiếm gì ừ, cây nào cũng buông luôn này này đâu chuẩn bị này có bán này tu đủ tay nhá quan chín nữa quan này chín à đâu hoàn quan đen lại bị hóa chưa với bắp nôm. Ôi là. Ôi dạ. Ừ, cắt đây. Ui giời, chấn về đi. Cốt tàn lên vào đi. Cốt tàn lên thật, đem từ đủ cây cho. Lên vào, ui giời, chuối này. Ngon này. Quả này, chuối chín rồi mọi người. Phủ. Ui, lứt đẩy, lứt xé này. Phát cào, phát cào. Cốt tàn, phát cào ăn. Cốt tàn. Điều bôi cốt tàn bao vai. Lên vào, điều bôi cốt tàn đai gì. Ba tù ra nha. Ba nụ ta ra phá cả để cốt ta. Ai mút ra về đồ. Ok. Để mọi cốt ta. Ok. Mình đang nói mình đưa con dao thái cây chuối đến để mọi người thái cho nhanh. Cây mà phá cả. Máy động cái ghế. Động cái ghế đây. Không, cái này để ngồi được, ngồi trực tiếp. Các bạn mua cái cáo đấy nhá. Không ngồi diễn được. Để bùng chuối. Có tướng. Hoàn không. Cốt ta, cốt ta. Để cất đi.
Cái này phải chín mới ngon. Ừ, chín phải kiểu lốm đốm Trung Quốc đấy. Lặng ơi. Bây giờ ra nữa. Có thêm viên ra kì bê bê cả bầy. Nào, vẫn... Ơ, xê, ê... Ui, trời bùng chuối này. Đấy. Chuối chín này. Đậy nước còn nứt xé luôn. Tròn lắm này. Vào. Mai ông dần rồi. Da fruta. Thêm năm nữa là có quả ấy. Năm nữa. Này, giới thiệu cho mọi người giáo Việt Nam mình. Ờ đấy. Và tốt đủ vai kìa. Ra ngủ, bao nổ ta ra. Phát cả cốt tài gì. Ê, mũi đủ rộ, ra về đủ. Ừ. Sắn này. Đôi nào đủ. Sắn này. Gì? Nhiều ơi. Ừ. Mưa xuống quả nó nhiều lắm các bạn. À, không thể làm xoẻ được. Dạ. Vài bữa nữa lắng là nó, quả nó chết đi thôi. À, về, cắt về tét dao luôn. Đây, vào nó có bùng chuối chín ăn. Chú đến mua nó trổ bóng, nó trổ buông ấy. Lấy hoa thì về ấy. Đi ăn nộm đi. Ăn lộm bom lộm. Hoa chuối nhiều đúng không ạ? À dựng đưa cả cái mai để tỉa cái chuối, mai mới thuống này. Để tỉa cái chuối ra. Ở đây cái đấy mới cân đấy. Ừ, tỉa cái chuối ra trồng cho nó dễ. Chứ xuống cuốc khó tỉa lắm. Ừ, cuốc khó tỉa lắm. Cuốc bị xèo không tỉa được. Ui anh này đang nấu ăn này. Ui xời. Anh cái bếp này, đau cái bếp đây. Bếp ngoan này. Con nội xem video suốt. Ngày nào gửi cho xem. Ui giời. Bếp vô đi tù á. Ui giời, được đây. Chị đang xấy là gì đây. Thằng này chế co, chế nữa. Đang nấu ăn các bạn. Mọi người đang nấu ăn. À, con chó này bị ốm rồi. Không ăn chó không ăn luôn nè. Không nấu được tí cháo. Ê, đi nấu cơm em, bây. Cao. Không ăn luôn. Đuôi ăn gì? Để mua thuốc xem hỏi nó bị dao tí mua thuốc cho nó nắm. Tút đồ vai kì. Hành lý này. Hành lý quay trở lại Angola. Bao lùa cái quan đồ ấy vôn tà. Bao lùa vôn tà ấy tà ra côi cho anh. Tút đồ tiên à. Tiên à. Aki zet đi. Zet đi để bóp bánh nhàm. Bessie, okay. Tăng kì, okay. Tăng. À, tay phát cả tiền. Đây là hành kiện của anh em mình các bạn. Thì quay trở lại đi. À, như đợt này là nhà nước Angola là họ làm việc rất là kỹ trong công việc là người nước ngoài nhập cảnh đấy các bạn. Cũng như họ sợ bị người dân người nước ngoài sang đất nước của họ là buôn bán đấy, phải nên là sợ trốn thuế đấy, nên là họ kiểm tra hết kiện hàng của anh em mình cũng bị kiểm tra hết này. Đây là băng dính của phòng thuế ở sân bay họ dán. Hôm trước họ kiểm tra nên anh em mình cũng nói là chỉ đưa cái đồ cái lưới này sang thôi, giúp người dân thôi, không buôn bán gì. Nên là vào phòng thuế của sân bay là cũng kiểm tra dỡ hết ra, xong rồi mới đưa vào. Đấy. Để cởi ra xong rồi cất ở trang trại. Một lưới đây là của anh Quang Bùi ở Thái Bình. Gần nhà mình, anh kỷ niệm mình để đưa sang Angola các bạn. Đợt trước là anh thì cũng rất quý anh em trong team cũng như quý mình, cũng điện thoại rồi là liên lạc với nhau suốt, nói chuyện suốt. Hôm trước là mình trước khi về là mình có nhờ anh mua giúp mình, nhưng mà anh không lấy tiền, anh gửi tặng, đưa tận nhà tặng đấy. Bây giờ đạt được. À, cái gì? Chứ không có farm bảo đấy. À, đồ vợ gửi. Đồ vợ gửi đấy, bọn tao đông đất đai các bạn. Nhét ở trong này. Chán. Ui. Chán. Chà, hạt giống. Ui. Hạt giống phải nhét ở trong lưới. Cái đấy là dao thái cây chuối. Phát cà, con tao bao. Aki, bao nụ tao ra phát cà. Ô. Ui dài. Phí cho bạn cái kẹo, khổ quá. Phát cà cốt tài kìa. Anh đâu thay chuỗi. Cô mình đà. Ok. Anh đi nha. Ok. Đấy. Cái đến cái mai đấy. Đi ra cái bao nhiêu banana là bị phải gói ở trong các bạn. Cái đồ này phải gói ở trong. Ê. Phát cà. Ê cốt tài muốn tự giáp đi đủ. Ok. Để đưa ra bán đi một tuần một cái. Bên kia cả bên này cãi. Ê cái dao anh cũng anh Quang mua dụ tặng mình đấy các bạn. Đấy. Để thái cái chuối. What a song á. Si. Cái này đưa ra. Và bán bên ngoài.
Vẫn thường xuyên. Vui vãi con tàu. Anh có tàu muốn được giáp đi đủ. Nào, anh viên anh. Ok. Ê, anh có tàu. Đây là cái gì đây? Đây là mình. Mình mua cả những cái ở bên đây. Mọi người không có sử dụng cái mai đào đất này, cũng như mọi người không sử dụng nên mọi người không làm, không bán đâu các bạn. Mình đưa từ Việt Nam sang mấy cái, hai cái mai. Aki bao nụ tờ ra tiếp bụi. Ý anh đi Yohani Apa. Yohani Apa. Quan tù tiên ra xì men thì bà là anh mua tù ra bà đủ. Tênh tờ ra bà mua tù. Cái này đào móng nhà cũng được. Hai cái bên này cả bên kia cạnh. Ừ, bên đây cái. Nên mua tòa một cái. Aki quá đa sông để đây một cái. Mua hai cái các bạn. Ở Việt Nam mình rẻ, có 100.000 một cái. Nó quá đa để vui. Mình mua hai cái sang. Để mỗi nông trại một cái. Mình có qua đây các bạn. Qua các bạn gửi đi. Quên mình nhét ở trong này này. Có cái thứ đây này. Nhét cả trà vào đây này. Đây trà dựng mua. Để nhét vào đây là đưa vào. Ê phát cả. Nên nó xuống. Ok. Việt Nam mình ta. Ok. Để mua con dao sang thái thịt. Đấy. Quán mới thái thịt. Mình nhét vào trong lưới cũng sợ. Chứ còn ta còn. Cô ta can nè. Akishimen nè. Hạt giống nhiều lắm. Quả một cái kiện kia. Kiện kia có. Đây cái này đấy. À đây là cái thuống. Đây cái thuống cái này. Đây này. Ta bánh. Cái chuồng. Cái này là gọi là cái thuồng. Đây mua từ ở Việt Nam sang là mua những cái thứ ở bên đây không có hết các bạn. Cái thuồng đào. Những cái đào chôn cọc. Ở Việt Nam mình ta. Đây này tiếp mua Abba Biken nè. Abba Biken nè. Người ta bao đi. Đưa những cái này sang để trồng cây cũng như đào cái những cọc cái gì đấy. Khỏe. Cái kiện này thì chỉ có đồ từ đây đồ thôi, còn kiện kia nhiều lắm. Kiện kia có cả của chị chị Ngọc Ngân có gửi cho Mateo đồ của cho con gái. Aki casa in so no ten cosa in fini Mateo. Otro casa ma atati nhân ta gì. Kiện kia thì anh em mình gửi theo xe. Hôm qua anh Nhân đi về một xe chở đồ, anh Nhân đi về theo xe chở đồ, còn anh em mình về trước. Anh Nhân thì chiều tối nay mới về đến đây. Thì ở trong cái kiện kia cũng rất là nhiều đồ. Kiện kia nhiều hạt giống, kiện này có ít. Kiện này hạt giống nhiều. Hả? Kiện này lưới này toàn lưới là mười mấy cân này này. Nó bỏ mấy cái này vào, đồ sắt này vào này. Cái hạt giống này, đậu bắp các thứ này. Cải. Quấn gì trong xem quấn gì không? Nhìn nó gọi như quấn vào. Không còn cái gì này. Đấy, cái lưỡi này bờ 6G, 6G. Ê, điệp bôi á. Đây, quán đào sổng. Đây là điệp bôi. Quán đồ về tang kì. Bà nhà bê xỉ. Ok. Ừ. Để quấn vào không còn con chuột trước thì lại ăn thì bảo. Ô, đây, cái gói bánh Việt Nam luôn. Trong xe. Trong xe à. Bắt đồ tạo ra. Bô đào sổng. Tụ đồ vay kì. Cô mê. À. Đây, còn đưa được cả mấy cây. Cây nắm ông mật sang các bạn. Nắm ông mật. Cũng như cây nhót sang để trồng. Ở cái bao nổ ta ra xi men thì để Việt Nam mình ta. Ok. Hả? Để mua về Brazil ta. Ok. Ở đâu? Mấy quả bánh kìa. Đây. Đây. Kẹo rồi. À kẹo rồi. Tudu sen ta ki. Tudu sen ta ki come kẹo rồi. Việt Nam mình ta. Đây. Sang nhiều hàng hóa quá các bạn. Nhiều hàng hóa quá. Nên là mỗi kiện hàng đút được mấy quả bánh thôi. Để sang cho mọi người thưởng thức bánh kẹo rồi của Việt Nam mình đi. Đây. Bảo ấy cho mọi người. Muốn nông chạy. Nó ôi. Ui giời. À, nó tên coi ra, biết đây. Bỏ báo được. Nó tên Marat thôi. Để mới đi. À, một túi kia đâu rồi? Để tí sang đưa sang nông chạy bên kia đi một tuổi. Trong xe đấy. Cái tủ này, bên này. Tiếp đây. Kẹo rồi. Kẹo rồi. Kẹo rồi. Kẹo rồi Việt Nam các bạn. Đây, mè sừng. Mè sừng. Mè sừng. Mình hành lý nhiều, nên không đưa được cái gì. Hay, tiết ra đẹp mới đi. Đi nhiều, đẹp mới đi. Cắt đá bê sột đôi. Tiết ra, có mè. Con này đun ấm nước trà mà uống thì đẹp. Đây, có trà đi. Có trà đi. Không có ấm. Không có ấm. Đẹp mới đi, có mè. Đấy.
começo aqui fini você depois leva eu tenho já comprar casa de embora depois deu de leva da casa da fini tá muito bom né mời các bạn đi mời các bạn ăn cái bánh nằm với mình nằm với nhau rồi kẹo rồi vui à ngon à cái đây này aki đến qua Việt Nam ăn là kẹo rồi kẹo rồi kẹo rồi vui à mình nhiều khi nói tiếng ở quê mình tiếng phổ thông các bạn nhiều khi mọi người nói là nói ngọng nhưng mà mình cũng không sửa được tiếng ở phổ thông nó như thế nhưng mà chịu thôi có gì để các bạn thông cảm gọi là kẹo rồi ấy này kẹo rồi này kẹo gì hình như kẹo rồi chứ rồi giáo rồi gần rồi bắt đầu đến kẹo gì rồi rồi không biết rồi đúng rồi đúng rồi không phải rồi rồi là già rô rồi như đây là kẹo rồi rồi bây giờ bê bây giờ bấy mở ra cha bê ra đâu ra kẹo nhá bạn đen này bạn chạm nó đấy bạn trói ra miếng này chạm ăn kẹo mà bạn cho ăn kẹo này mình kỳ em ăn thụt ơi ốm không ăn đồ ăn mà ăn kẹo này đấy nhà không cốc hóa đa cao bi nó theo đa cao bi dũng rồi tao ý dùng đa bi dũng như ăn kèo nó còn nhiều ấy kèo ống thời hệ thân để Gabi luôn, Gabi, Dũng này, là Dũng ta mình, để em Gabi mới em Dũng rồi, ngay cái, ngay ô tôi được tiếp bù, mẹ sừng, đi nhiều đẹp đi, đẹp đi, mẹ sừng, bảo em, đây mấy cái nhót các bạn nhót Việt Nam mình mấy cái nắm bông mật. Để trồng để tí trồng đây đi đâu hả mẹ sừng mở lên đây bà đi mẹ sừng của Thiên Hương mẹ sừng Thiên Hương đặc sản Huế ngọt ngào hương sắc cố đô hương sắc cố đô Huế thành phần đường đậu phộng mè bột gạo mạch nha vali ấy kìa có một cái gì cũng làm mai gì cũng làm mai và abri gì bóng thì bóng ra đi anh Tình còn nhiều lắm vẫn còn nhiều mình đưa có mỗi loại được mấy gói các bạn không đưa được nhiều hàng ấy nhiều lắm còn một kiện hàng nữa chiều anh Nhân mới đưa về kiện hàng đấy thì nhiều hạt giống như có một mang theo có quà của chị Ngọc Ngân ở Hà Nội cũng có gửi cho con gái mang theo quần áo mang theo anh ô tô đuôi Amiga item mới này ra áo đào vô xì áo là anh này ra con này camisa cung cao sa da tê phin mà bao nụ quá đa ô tô đuôi cao sa à ta thì nhân vô ta nó vai đa dặn mà đang nói mang theo đấy có chị gửi đồ cho Mateo, cho con gái Mateo thì chiều Nhân trở về ở kiện khác, cái kiện này hôm qua anh em mình kiện này nhỏ, bỏ trong ô tô đi về cùng mấy người còn các kiện to là ở bên kia cũng như hạt giống nhiều lắm, mình đưa ra nhiều hạt giống lắm ở bên đấy cả ăn nhé ôi trời hả, có ai đẹp này tốt đấy ui ui à mít đó xì kẹo này cũng có rắn ăn nó ngon này hả kẹo này rắn sứ ăn nó ngon này ồ mình ăn ngon mà quý à quý à quý à mùi rồi mấy sừng ngon Ninh Hòa Việt Nam phải là mè sừng à quát đa avo để cho em cất đi cho các bác lớn tuổi mai mà đến mỗi người cái anh quát đà Armenia từ đây bây giờ vậy bên đà đền nỉ hả Casa Morasa kì bao nồi vôn đà nâu nêm vào mũi tùm côi già mũi tùm Morasa nâu
tên mút coi ra nâu nè và mút tù bao lâu cái camera bora xa gì để bố set đẹp đi ok ai đâu giờ đi gen này đẹp đi ok nên và đa phim này tha bên và là cô già cái bao nổ vốn ta ok đẹp đi ta bên đấy mọi người không đưa sang được nhiều đồ các bạn nhiều bánh kẹo cho mọi người đâu nên là mỗi người mấy cái ăn ngồi chơi đi ăn ăn cho nó vui thôi cũng như phải mua thùng bánh này ở bên đây này, để tí các anh ấy chia nhau về cho con làm quà thôi. Còn là đồ đạc nhiều lắm, mỗi người hành lý của anh em mình được có mỗi người 46 kg đấy các bạn, cũng như đưa không đưa được nhiều, đưa lưới rồi đưa hạt giống, chủ yếu là hạt giống thôi, hạt giống thì ở kiện kia chiều mới về cơ, cũng như đây là đưa được mỗi... hả? À đây cả sắn dây nữa này, sắn dây mới là gỡ dựng được ở gốc sang sắn dây đây, sắn dây đây. Đây giống sắn ấy đấy, củ to đấy. Được giống sắn dây Việt Nam mình sang các bạn để trồng. Đây mấy cây còn ở cái vani kia cơ. Đây mấy cây nhọn này. Chủ yếu là sắn dây mới gốc. Gốc trồng dây ấy. Đợt trước Dượng Hùng có ca trồng ở trong bản bản Raphael trồng hạn lâu lắm. Đấy cái sắn dây này. Ừ. Đây. Đây. Kìa. Bao nổ đã lên vào cái xi men đi. Ok. Mà anh thì bù yêu này mai giọt cả ok anh thì mà mai cùi à mai cùi à ừ anh thì sửa bưu bênh sửa bưu này gì mà ok để bớt bàn ăn ta ok hả để nói mọi người làm cái hố ba cây ừ làm cái hố cho vẫn rác vào để trồng xuống sắn dây giờ gần hết mùa mưa không biết có được trồng được không nhiều lắm à cái kiện kia còn một ấy một nhiều một mớ dây này mấy dây gấc nữa để trồng trồng ở bên kia dàn đến bên đằng sau kia đấy. Cũng như già để đi mỗi nơi một chút các bạn cũng như sang bên bản Ni Môn Tuề một chút đấy cái đé này để chiều tối trồng như giờ lắng không trồng đâu bảo dấm chiêu dấm bên trong cái tội mạt nên bảo người thôi ra chỉ mà người trồng trong cũng được ừ thì ok như bạn như vừa trên đầu video anh em mình cũng nói thì sau thời gian là dài mình nói chung là cũng hai tháng mấy ngày này 2 tháng 10 ngày thì mình về quê thăm quê cũng như hôm nay mình mới quay trở lại bán được những bạn cũng như có chút kẹo Việt Nam mình đến để mọi người cùng thưởng thức nội dung hành lý đưa sang thì mình nữa vừa rồi mình cũng đã nói rồi thì ok các bạn thì bây giờ để mọi người nghỉ ngơi một chút thì cũng như anh em mình chuẩn bị nấu ăn trưa anh em mình đi mỗi nơi một chút cũng như sang lông trại bên bản Lim Buôn Tuề một chút nữa các bạn ai tu đồ phích cà bì bao nồi ao là bát xa kia Fazenda Limbon Tuệ okay. Tụi tao bệnh nìm bù ok đi bôi vai baranda thì ok các bạn thì video này anh em mình xin phép dừng lại tới đây các bạn thấy video hay video ý nghĩa cho anh em xin một like một chia sẻ với những kênh Lông Bao Nổ Vlog cuộc sống tại châu Phi ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực dành video hay cũng như giúp đỡ nhiều cảnh quan trên miền núi châu Phi các bạn chào các bạn em bạn có bao banana à đúng không để bảo mọi người đi lấy cây chuối hướng dẫn mọi người thái bỏ đấy cắt tu đủ vai kì bao nổ pha là ê cốt ta em muốn thử ra bên đủ ok về ê bùng đấy. Chuối này cất ở trong nhà anh rèo trong nhà khi nào chị ném ta đây kì đây này không cần đâu mà đâu lấy cái mấy bò đấy gái ừ đây anh ba xia ta ra ba xia kì cắt này xong là con hướng dẫn một người băm này anh băm nhỏ sử dụng okay cái dao cắt cây chuối không có gì kê bỏ gì còn đấy này nó dừng cắt được này à bỏ đấy bỏ lên bàn nữa đây là bỏ cái chầu gì đây ừ nó cắt ok luôn đi đây, ta bây, xe gà mất đây, đấy, nhanh lắm, nút từ đây bị đủ mất ra ngoài, đây, viết ra mất tiền em rồi, mất tay, ơi bạn mèo, để trên này cao quá, mất đây, mất bài, đây, như được cái mất hai đấy, ừ, mất bài rồi, trên là, mai một động như mọi người đi đây, ui, mất ra sổ nó tay một em. Ê. Đấy. Ê. Anh ra mày đủ. Ê. Đúng rồi. Đấy. Đây. Cái này là hơi dày. Để chỉnh máu này. Đúng rồi, cắt cái này. Chỉnh máu này được. Để chỉnh này móng hơi dày. Đây con ốc này là mình chỉnh được mà. Mình quá vào được mà. Đấy. Nào không? Ra về đủ. Cái như nó cốt ta, phải cốt ta. Yêu đi bao nụ. Cái gì?
quy đồ màu. Đấy, đúng đấy. Hơi dày. Nó dây bấm nhỏ đã vừa rồi. Như này bấm đã vừa rồi. Ừ, vì cái này dây là chính được mà. Đấy. Muốn được ra bây giờ. Ai muốn được ra bây giờ. Nó quay cả trai. Nó bây giờ. À, cái muốn được ra bây giờ. Con dao này cũng của anh Quang Bùi ở Thái Bình gửi tặng anh em mình, những người dân đấy các bạn. Okay. Nghe tiếng ngọt này. Biết phải biết cắn nghe lên. Đây là nhà ngày xưa chả Thái bây giờ. Mà nhà ngày xưa mình chưa Thái bây giờ. Nên mình chưa biết. Bảo là Thái rồi. Đấy. Mình nhẹ thôi. Thái toàn Thái vô à. Hả? Đưa được, đứt được hết cả luôn. Không phải, cái này nó dày mình chỉnh móng lại thôi. Mình chỉnh lại cái ấy được. Mấy con vít. Chỉnh lại. Cái nó cắt nhanh. Nó bập đi. Đấy. 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 Sang bên lông trại bên, biết là, biết là, biết là. Bên kia một chút nhánh mà coi mai 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 sư phụ mai bộ đấy tập phải dần dần mới quen được phải quen đó không quen phải tập mới quen quen dần dần mới quen được cortarati. Ok. Ok. Mình rápido. Không, phải kêu cái bằng. Cái bằng cái suối này. Có cái ghế. Cái bằng. Hai cái quen đều hai bên thế này. Cái bằng này là khỏe mà.